một ngày rất là đặc biệt đối với mình luôn. Thì hôm nay các bạn nhìn các bạn cũng đã hiểu rồi đúng không? Hôm nay chính là ngày sinh nhật của mình. Thì mọi năm thì mình tổ chức có một mình à, nay mình đó hả, sẽ tổ chức với các bạn ăn cho vui nè. Cái bánh kem này á, là mình thấy nó rất là đẹp luôn nha. Các bạn biết mình bao nhiêu tuổi không? Nhìn mặt mình vậy thôi chứ mới có 11 tuổi à. Đây này nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cắm vô. Cắm cho nó đẹp tí. Thì mình đố các bạn đây, cái bánh kem của mình đây chính là con gì đây? Đây chính là con Doraemon nha các bạn. Một bộ phim hoạt hình rất là nổi tiếng ở Nhật Bản luôn. Đó, bây giờ mình sẽ đốt lên. Bây giờ mình sẽ cầu nguyện nha các bạn. Các bạn ơi, thì tối nay mình sẽ chơi luôn cái này nha. Cái này là cái gì ai cũng biết hết. Pháo. Mình cầu nguyện xong rồi các bạn ơi. Sinh nhật của mình á thì không cần cầu kỳ đâu. Mình chỉ cần mấy món đơn giản như là kẹo nè. Đây là kẹo con Jun nha các bạn. Còn đây là kẹo bạc hà. Với mấy ba lon nước với lại hộp sữa nè. Còn đây là bánh. Bánh này thì là bánh caro với lại bánh custa cốm gì đó. Mình không biết đọc. Thì cũng có mì nữa nè. Đây là mì Hàn Quốc nha. Siêu cay luôn á. Với lại một bị bánh. Đây nè. Đó các bạn thấy không? Oxy, bị hành tây. Và đây là những chai coca nha các bạn. Với thêm một bị bánh nữa nè. Các bạn ơi, các bạn nhìn cái bánh của mình có dễ thương không? Nè, đây là cận cảnh cái gương mặt của con Doraemon nha các bạn. Mình thấy trong phim cái mũi nó to lắm mà sao bây giờ nó còn có nhím chút chiếu hơn ngay đây. Đây nè, rau thì đủ 6 cái rồi đó. Đây, có cái chữ Happy Birthday ở đây nữa nè các bạn. Đó, các bạn thấy mặt Doraemon có dễ thương không? Quá đẹp luôn rồi. Đây có em của Doraemon nữa nè, Doremi. Bây giờ mình sẽ ăn thử cái kẹo con Jun này nha các bạn. Này là kẹo dẻo. Nó ngon lắm các bạn ơi. Nó chua chua ngọt ngọt nè. Nó dai dai. Nói chung là ngon. Vả này nha các bạn. Giờ mình sẽ mở nắp. Ui giời. Ui, nó thơm lắm các bạn ơi. Mà sao nước nó trắng bóc à? Không thấy gì hết trơn. Bây giờ mình sẽ làm thử một ngụm. Cái này nó ngọt. Nó hơi chua chua. Với lại nó không có ga. Cái này giống nước nước gì ta? Nước yến á. Uống nó cũng y hệt nước yến à. Thì bây giờ mình sẽ cắt bánh nha các bạn. Mình sẽ cắt ở phần này nè. Trời ơi, cái bánh nó sốt kìa các bạn ơi. Giờ cái phần bên này nè. Bây giờ mời các bạn ăn cùng mình nha. Các bạn biết bánh kem này là do ai làm không? Là do cô Thủy làm đó các bạn. Bánh kem nó béo. Nè, nhìn ngon không? Nhân cái dịp sinh nhật của mình á, thì mình cũng gửi lời cảm ơn đến anh chị em đã đăng ký kênh giúp mình, đã ủng hộ kênh của mình. Cho kênh mình được đến hả 200 mấy người đăng ký luôn nha các bạn. Nhân cái dịp sinh nhật lần này của mình á, thì mình cũng gửi lời cảm ơn đến ông bà cô chú, anh chị em họ hàng gần xa đã đăng ký kênh giúp cho mình. Và mình cũng cảm ơn các thầy cô và các bạn học sinh ở trường Lê Quý Đôn đã ủng hộ kênh mình nhiều đến như vậy. Thì các bạn ơi, kênh mình được như ngày hôm nay cũng nhờ vào các bạn hết á. Mình rất là vui luôn các bạn ơi. Thì mình sẽ tiếp tục có thể làm những video hay ơi là hay để gửi cho các bạn. Mình mong các bạn á sẽ tiếp tục ủng hộ kênh mình cho nó phát triển mạnh mẽ nè. Các bạn ơi, hôm nay mình đố các bạn á
trả lời mà được chính xác vị trí của mình đang ngồi ở trong video này. Bạn nào có câu trả lời á thì hãy nhanh tay bình luận bên dưới nha. Một phần quà nữa đang chờ các bạn đó. Bye bye.